Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Cặp sinh đôi lấy cùng một chồng, chia lịch dường chiếu song phẳng. Tao sống ở Samut Songkram, tỉnh miền trung Thái Lan. Nhà của anh ta ở ngay kế bên một con kênh lớn. Từ nhỏ, Tao đã quen biết và chơi thân với cặp chị em sinh đôi Shirin Mitrafiat và Shirin Tipalistwin. Cả ba từng hẹn hò chung với nhau trong 3 năm, đến khi 25 tuổi, nam thanh niên này buồn phiền vì phải cưới vợ mà không biết chọn lựa ai trong hai cô gái. Tao lo sợ lấy người này thì sẽ khiến người kia buồn. Cuối cùng, khi tao quyết định cầu hôn cả hai, anh không ngờ rằng hai chị em đều nhận lời, vì từ nhỏ đã thề hứa sẽ cùng lấy anh. Hai bên gia đình khá bàng hoàng khi tao đòi cưới hai vợ, nhưng khi thấy tình cảm con trẻ sâu đậm và quyết ý, cha mẹ của ba người đã nhắm mắt chấp nhận cuộc hôn nhân hy hữu này. Tuy nhiên, nhà gái thách cưới rất cao, trong đó xính lễ là 4,5 cây vàng và tiền tổ chức đám cưới nhà trai phải chi trả. Trong đó, với mỗi cô dâu, chú rể phải bỏ ra khoảng tiền 80.000 bát, khoảng 57 triệu đồng để nhà gái đại khách. Nam thanh niên này sẵn lòng chấp thuận để được làm chồng của hai cô gái. Tao nói, Tôi thật sự yêu hai chị em Fiat và sẽ làm tất cả để họ được hạnh phúc. Gia đình của tao chuẩn bị hai phòng cưới cho hai cô dâu trẻ chu đáo. Đám cưới diễn ra lên đình trước sự chứng kiến của quan viên hai họ và bạn bè trong khuôn khổ gia đình. Sau đám cưới kỳ lạ thì chuyện động phòng cũng ly kỳ chẳng kém. Theo như chàng trai chia sẻ, lúc mới cưới cả ba đều ngủ chung một giường nên khi anh muốn gần gũi với ai đó, tất cả những hành động tiếp theo đều diễn ra trước mặt người còn lại. Ban đầu chẳng ai nói gì, nhưng càng về sau hai chị em thể hiện sự can tuông rất rõ ràng nên gia đình họ đành phải ngồi xuống nói chuyện và thống nhất một lịch giường chiếu cụ thể như sau. Ba ngày đầu tuần, chàng trai này sẽ ngủ cùng người chị là Fiat. Ba ngày sau, anh ta sang ngủ với người em là Twin. Riêng chủ nhật, cả tao và hai người vợ sẽ cùng ngủ chung một giường. Do đã thống nhất được lịch sinh hoạt, cho nên tới thời điểm này, cả ba người luôn giữ được hòa khí. Hai chị em đều ở nhà nội trợ và dành hết lòng chăm sóc và yêu thương người chồng. Ta được nhiều người trêu là người đàn ông có sở hưởng vì vừa cưới được hai người vợ đẹp lại chung thủy và yêu mình hết lòng. Sau khi sự việc được lan truyền ra ngoài, cuộc hôn nhân của ba người đã gây xôn xao dư luận. Theo truyền thông địa phương, tuy đã tổ chức lễ thành hôn, nhưng Fiat và Twin đều không ai là vợ chính thức hợp pháp của tao. Luật hôn nhân của Thái Lan chỉ công nhận kết hôn một vợ một chồng.